So, hallo zusammen. Ist jemand schon da? Hallo. Hallo Xuân Thường. Hallo Hải Văn Dương. Hallo Phương Thảo. Guten Abend. So, wie geht's euch? Habt ihr heute etwas Schönes unternommen? Hôm nay cuối tuần mọi người có đi đâu chơi không? Okay. Das sind 25 Personen. Sehr schön. Okay. Warten wir noch ein bisschen auf die anderen, ne? Phương Thảo, wie lange hast du schon Deutsch gelernt? Hallo Helen Pham. Also hallo Thảo Phan, also ich meine die Phương Thảo. Und du auch, ja. Wie lange hast du schon Deutsch gelernt? Hải Văn Dương auch, ja. Hallo Phan Văn Tính. Okay. So. Gut, mọi người có thể viết vào trong phần bình luận nhé, để mình có tăng cái sự tương tác với nhau. Okay. Kommt noch jemand dazu? Also, hallo, wer ist da? Mua Kohlmann. Ja, hallo, Chi. Hallo, Tươi. Ich werde heute zum Tu gehen. Okay. So, und ja, hallo Utko. Helen Pham hat geschrieben, ich habe Deutsch 2 Jahre gelernt. Okay. Du lernst Deutsch schon seit 2 Jahren. Gut. So. Okay. Ich denke, wir können jetzt schon mal anfangen. Ja? Hallo Kim Phụng, guten Tag. Kim Phụng, Sie wohnen wahrscheinlich in Deutschland, oder? In welcher Stadt wohnen Sie? Hallo Fabian, danke, mir geht's gut. Und selber?
Ok. Rồi, chào cô Kim Phụng. Cô mời bắt đầu học tiếng Đức. Alles klar. Und Utko fragt, wohnen Sie in Deutschland oder in den USA? Ich habe früher in Deutschland gelebt. Jetzt wohne ich in den USA. Genau. Okay, Fabian. So, ich denke, wir können jetzt schon mal anfangen. Ja? Gut, jetzt. Okay, einen Moment bitte. So, wir kommen zu unserem heutigen Thema. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của buổi học ngày hôm nay. Trước tiên là rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tham gia buổi học livestream trên trang Facebook Tiếng Đức cho người Việt Nam cùng với Prima Deutsch. Như đã thông báo với mọi người thì Prima Deutsch sẽ cố gắng duy trì những buổi học livestream online thường xuyên vào thứ bảy hàng tuần để có thể giúp cho mọi người tăng thêm vốn từ vựng của mình cũng như là cải thiện ở phần phát âm. Ja, also mein Name ist Tâm Nguyễn. Wahrscheinlich kennt ihr mich schon. Có thể là một số các bạn ở đây đã biết đến tên là cô Tâm Nguyễn rồi. Thì trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau nói về một chủ đề từ vựng nữa mà tương đối là quan trọng, đặc biệt là với những bạn nào mà xác định là sẽ sinh sống và học tập và làm việc ở Đức. Đó là off the bunk. Off the bunk có nghĩa là đó là ở ngân hàng. Khi mà chúng ta sinh sống ở Đức thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có ít nhất là một lần đến giao dịch ở ngân hàng. Vậy thì để mà có thể giao dịch được, để mà có thể giao tiếp được với nhân viên ở ngân hàng hay là có thể giải quyết được những mong muốn của cá nhân mình thì mình sẽ phải có một số những vốn từ vựng nhất định. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học một số những từ vựng này và cũng như là một số câu diễn đạt quan trọng mà bạn có thể sử dụng khi đến giao dịch ở ngân hàng. Ở trong bài học này thì bạn không cần phải có một trình độ tiếng Đức nhất định nào cả. Tất cả những từ vựng mà chúng ta học được thì các bạn có thể ghi nhớ và áp dụng. Ok. Và đặc biệt là trong buổi livestream ngày hôm nay thì Prima Deutsch sẽ có một phần quà tặng cho các bạn khi mà các bạn theo dõi cho hết buổi học. Ở cuối buổi học này chúng ta sẽ có một trò chơi và ba bạn đạt số điểm cao nhất thì sẽ nhận được voucher giảm giá khóa học của Prima Deutsch. Vậy nên là các bạn hãy theo dõi hết bài học ngày hôm nay nhé. Ok, lass uns anfangen. So, cụm từ đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó là ein Bankkonto eröffnen. Ein Bankkonto có nghĩa là tài khoản ngân hàng. Eröffnen có nghĩa là mở. Mở tài khoản ngân hàng. Ở đây với động từ eröffnen, bạn lưu ý là trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Bởi vì sao? Bởi vì tiền tố đầu tiên là er, đứng ở đầu thì không tách được. Vậy nên chúng ta sẽ không nhấn trọng âm vào nó. Chúng ta sẽ không phát âm là eröffnen. Ok? Mà là eröffnen. Rồi, chúng ta hãy lấy một ví dụ. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Khi mà bạn mới đặt chân đến nước Đức, thì điều đầu tiên mà bạn nên làm đó chính là mở một tài khoản ở một ngân hàng. Ở Đức có rất là nhiều ngân hàng và ngân hàng lớn phổ biến ở nước Đức đó là Deutsche Bank. Deutsche Bank. Ở Việt Nam thì cũng có chi nhánh của Deutsche Bank. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có một số những cái ngân hàng khác, ví dụ như là Sparkasse hay là Commerzbank und so weiter. Thì bạn có thể tham khảo và lựa chọn một ngân hàng phù hợp với mình. Và ở đây khi mà chúng ta đến với ngân hàng thì chúng ta có thể nói như thế này. Ich möchte ein Konto eröffnen. Tôi muốn mở một tài khoản. Oder trái nghĩa với eröffnen là kündigen. Ich möchte mein Konto kündigen. Kündigen có nghĩa là hủy, thôi. Tôi muốn hủy tài khoản của mình. Ví dụ như là sau một thời gian bạn đã sinh sống ở nước Đức
và bạn muốn quay trở lại Việt Nam hay là sang một đất nước khác để sinh sống, thì bạn có thể hủy tài khoản ngân hàng của mình. Ok, weiter. Ở đây bạn nhìn thấy đó là một tấm thẻ ngân hàng đúng không? Yeah. Khi mà các bạn mở một tài khoản ngân hàng thì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn. Một trong những cái lựa chọn phổ biến đó là tài khoản Google Control. Ở đây bạn lưu ý một chút về phát âm nhé. Từ từ trong từ này thì chữ G chúng ta sẽ không phát âm là G G Go Control mà sẽ là J J Go Control nhá. Das Giro Control có nghĩa là tài khoản vãng lai. Tài khoản vãng lai là tài khoản gì? À, đó là cái tài khoản phổ biến mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta chuyển khoản này, chúng ta thanh toán khi mua sắm hàng ngày, hay là chúng ta mua sắm online ở những trang nội địa Đức. Cái nào? Đó là tài khoản Giro Control. Ok. Rồi một tài khoản tiếp theo đó là Das Sparkonto. Sparkonto. Das Sparkonto là tài khoản tiết kiệm. Oder Das Sparkonto. Das Sparkonto là tài khoản phong tỏa. Tài khoản phong tỏa là một tài khoản mà bạn chỉ được rút một số tiền nhất định trong tài khoản đó mỗi tháng thôi. Và tài khoản này thông thường sẽ được yêu cầu mở khi mà bạn muốn đi du học tại Đức nhá, hoặc là các bạn muốn du học đại học hay là du học nghề nhá. Nếu như mà du học nghề mà mức lương của bạn dưới cái mức lương tối thiểu mà đại sứ quán đề nghị thì bạn sẽ phải mở một cái tài khoản gọi là tài khoản phong tỏa. Ok. Rồi. Và một từ vựng tiếp theo mà chắc chắn là cũng sẽ rất phổ biến đó là der Geldautomat. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy trong bức hình đó là gì? Đó là máy rút tiền tự động đúng không? Nhá. Chúng ta hãy lưu ý một chút về phần phát âm. Trọng âm của từ này sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. Nhá. Chúng ta sẽ phát âm là der Geldautomat. Nhá. Also nicht der Geldautomat oder so. Nhá. Sondern der Geldautomat. Có nghĩa là máy rút tiền tự động. Ok. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau lấy một ví dụ với cụm từ này, với danh từ Geldautomat. Am Geldautomaten kann man Geld abheben oder Geld einzahlen. Ich wiederhole. Am Geldautomaten kann man Geld abheben oder Geld einzahlen. Ok, ở đây có hai cụm từ mà chúng ta cần lưu ý đó là Geld abheben. Geld abheben. Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ mấy các bạn? À, âm tiết đầu tiên nhá. Bởi vì sao? Tiền tố ab là tiền tố tách được, đúng không? Nhá. Geld abheben có nghĩa là rút tiền. Dù ú đó trái nghĩa với rút tiền đó là Geld einzahlen. Geld einzahlen có nghĩa là nộp tiền vào tài khoản. Để có thể rút tiền ở máy rút tiền tự động thì thông tin mà chúng ta bắt buộc phải có đó là die Geheimzahl. Geheimzahl. Die Geheimzahl có nghĩa là mật khẩu. Yeah. Eingeben. Eingeben có nghĩa là nhập. Die Geheimzahl eingeben. Nhập mật khẩu. Ở đây các bạn hãy dùng động từ eingeben bởi vì đó là việc mà khi mà chúng ta nhập thông tin bằng cách sử dụng bàn phím. Yeah. Chúng ta không sử dụng là schreiben oder so. Yeah. Sondern eingeben. Rồi, và một thứ nữa mà chúng ta sẽ nhận được khi mà chúng ta mở một tài khoản ngân hàng đó là die EC-Karte. Die EC-Karte có nghĩa là thẻ ngân hàng. Đây là thẻ mà chúng ta có thể dùng để thanh toán hàng ngày. Bên cạnh die EC-Karte thì chúng ta còn có là die Kreditkarte. Die Kreditkarte. Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nhá. Credit. Die Kreditkarte có nghĩa là thẻ tín dụng. Chúng ta có thể sử dụng thẻ tín dụng để
Ví dụ như là thanh toán khi mua vé máy bay trực tuyến nhé, ở những hãng hàng không nước ngoài. Hay là các bạn có muốn đi mua sắm khi mà các bạn đi du lịch ở một đất nước khác nhé, thì chúng ta có thể sử dụng tí credit card. Bên cạnh thẻ thanh bên cạnh việc thanh toán bằng thẻ thì chúng ta cũng có thể thanh toán bằng tiền mặt. Tiền mặt là das Bargeld. Das Bargeld. Geld. Das Bargeld là tiền mặt. Ngoài tiền mặt thì chúng ta còn sử dụng tiền xu. Tiền xu ở trong tiếng Đức là die Münze. Die Münze oder die Münzen. Khi mà bạn có một tài khoản và bạn chi tiêu hàng ngày hay là hàng tháng thì các bạn có thể theo dõi được những cái chi tiêu của mình bằng cách kiểm tra Kontoauszug. Kontoauszug có nghĩa là bản sao kê tài khoản ngân hàng. Ich wiederhole das Wort. Kontoauszug. Kontoauszug. Bản sao kê tài khoản ngân hàng. In der Regel muss der Kontoinhaber eine monatliche Kontoführungsgebühr zahlen. Ở đây chúng ta có một số những từ hay là cụm từ mà chúng ta sẽ đi sâu vào hơn. Thứ nhất đó là Der Kontoinhaber có nghĩa là chủ tài khoản. Und die Kontosführungsgebühr. Từ này tương đối là dài. Chúng ta có thể tách âm tiết như phía dưới. Die Kontoführungsgebühr có nghĩa là phí duy trì tài khoản. Và câu mà chúng ta vừa mới đọc có nghĩa là theo quy định thì chủ tài khoản phải trả phí duy trì tài khoản hàng tháng. Còn đối với những bạn là học sinh hay là sinh viên nhá, thì thông thường chúng ta sẽ không phải trả cái phí này. Các bạn có thể hỏi ở ngân hàng của mình. Và nếu như mà các bạn muốn không phải trả phí khi mà là học sinh, sinh viên thì các bạn phải có giấy chứng nhận. Đó. Còn thông thường thì các ngân hàng sẽ thu phí duy trì tài khoản. Phí này có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Và các bạn có thể tham khảo thông tin về các ngân hàng và so sánh các chi phí để có thể lựa chọn cho mình một ngân hàng phù hợp. Geldwechsel. Geldwechsel. Geldwechsel có nghĩa là đổi tiền. Nếu như mà các bạn từ nước ngoài đến nước Đức đó, hay là các bạn từ nước Đức các bạn muốn du lịch sang một đất nước khác sử dụng ngoại tệ khác thì các bạn có thể đổi tiền ở ngân hàng. Đổi tiền chúng ta nói là Geldwechsel. Khi mà chúng ta đổi tiền thì chúng ta sẽ phải quan tâm tới Der Wechselkurs có nghĩa là tỷ giá hối đoái. Nehmen wir ein Beispiel. Wie ist der Wechselkurs zwischen Dollar und Euro? Wie ist der Wechselkurs zwischen Dollar und Euro? Tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và euro là như thế nào? Geld überweisen có nghĩa là chuyển tiền. Ở đây các bạn lưu ý với động từ überweisen thì tiền tố über là tiền tố không tách được, vậy nên chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào âm tiết đứng sau nó. Überweisen, nicht überweisen. Okay. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe gestern 500 Euro auf dein Konto überwiesen. Ich habe gestern 500 Euro auf dein Konto überwiesen. Các bạn muốn nói là tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của bạn ngày hôm qua nhá. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng giới từ auf ein Konto überweisen. Chuyển tiền vào tài khoản. Okay. Và danh từ của überweisen là
Die Überweisung. Die Überweisung có nghĩa là sự chuyển tiền hay là giao dịch chuyển tiền, giao dịch chuyển khoản. Hast du meine Überweisung schon bekommen? Hast du meine Überweisung schon bekommen? Hast du meine Überweisung schon bekommen? Có nghĩa là bạn đã nhận được chuyển khoản của tôi chưa? Rồi, và danh từ tiếp theo mà chúng ta cũng nên biết đó là der Dauerauftrag. Dauerauftrag. Was ist das eigentlich? Einen Dauerauftrag einrichten. Có nghĩa là thiết lập chuyển khoản tự động. Khi nào thì chúng ta cần phải thiết lập chuyển khoản tự động? Ví dụ như khi mà bạn muốn trả tiền thuê nhà, die Miete, yeah, thì các bạn có thể thiết lập một chuyển khoản ở trong tài khoản ngân hàng của mình. Đó là cứ hàng tháng vào ngày bao nhiêu đó, ví dụ như là ngày mùng 1 hàng tháng đi, thì ngân hàng của bạn sẽ tự động chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản của một ai đó. Yeah, thì ví dụ ở đây đó là tài khoản của người cho thuê nhà. Thì khi này các bạn sẽ không cần phải mỗi tháng các bạn suy nghĩ về cái việc tôi đã chuyển khoản trả tiền nhà chưa. Đó. Thì khi mà chúng ta muốn thiết lập một cái chuyển khoản tự động như vậy, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ là einen Dauerauftrag einrichten. Er bezahlt die Miete per Dauerauftrag. Er bezahlt die Miete per Dauerauftrag. Có nghĩa là anh ấy trả tiền nhà bằng thiết lập chuyển khoản tự động. Có nghĩa là anh ấy không trả bằng tiền mặt này, hay là anh ấy không phải là mỗi tháng anh ấy sẽ tự chuyển khoản vào một cái tài khoản nào đó, mà cái sự chuyển khoản đó sẽ được thực hiện một cách tự động. Ok. So, wenn du ein Haus kaufen möchtest, kannst du einen Kredit beantragen. Wenn du ein Haus kaufen möchtest, kannst du einen Kredit beantragen. Ở đây chúng ta có cụm từ einen Kredit beantragen. Einen Kredit beantragen có nghĩa là đệ đơn xin vay tín dụng. Câu này chúng ta có thể hiểu là nếu như bạn muốn mua nhà thì bạn có thể đệ đơn xin vay tín dụng. Ở bên Đức thì không phải ai cũng có tiền để có thể trả hết căn nhà của mình, mà chúng ta có thể vay tín dụng. Und wenn du bei einer Bank einen Kredit aufnimmst, musst du Zinsen zahlen. Wenn du bei einer Bank einen Kredit aufnimmst, musst du Zinsen zahlen. Ở đây chúng ta có cụm từ einen Kredit aufnehmen. Einen Kredit aufnehmen có nghĩa là vay tín dụng. Các bạn lưu ý động từ aufnehmen. Und Zinsen zahlen. Zinsen zahlen có nghĩa là trả lãi. Với câu ví dụ này chúng ta có thể hiểu là nếu bạn vay tín dụng ở một ngân hàng thì bạn phải trả lãi suất. Weiter. Chúng ta sẽ nói đến một số những cái vấn đề mà thông thường chúng ta có thể gặp được khi mà chúng ta đến giao dịch ở ngân hàng. Zum Beispiel, ich habe meine Bankkarte verloren. Deswegen möchte ich sie dringend sperren lassen. Ich habe meine Bankkarte verloren. Deswegen möchte ich sie dringend sperren lassen. Meine Bankkarte verloren. Có nghĩa là mất thẻ ngân hàng. Tôi đã bị mất thẻ ngân hàng. Bởi vậy nên tôi muốn khóa thẻ của mình khẩn cấp. Bạn hãy ghi nhớ cụm từ sperren lassen. Ich möchte meine Karte sperren lassen. Tôi muốn khóa thẻ của mình. Khi mà bạn mất thẻ thì bạn nên gọi điện thoại cho ngân hàng của mình và thông báo khóa thẻ. Oder der Automat hat meine Karte eingezogen. Der Automat hat meine Karte eingezogen. Có nghĩa là máy rút tiền đã nuốt thẻ của tôi. Ví dụ như khi sau khi mà bạn đã rút tiền mà bạn quên mất, các bạn không lấy lại cái thẻ mà cái máy nhả ra, thì sau một thời gian, sau một vài phút thì cái thẻ đó sẽ bị rút ngược lại vào trong máy. Thì khi này các bạn có thể đến ngân hàng và các bạn yêu cầu họ làm cho bạn thẻ mới.
thì các bạn có thể nói như thế này. Yeah. Der Automat hat meine Karte eingezogen. Oder der überwiesene Beitrag ist noch nicht da. Der überwiesene Beitrag ist noch nicht da. Có nghĩa là số tiền đã được chuyển vẫn chưa tới nơi. Sau khi mà các bạn đã chuyển khoản cho ai đó hay là ai đó đã chuyển khoản cho các bạn mà các bạn mãi vẫn chưa nhận được cái chuyển khoản đó thì các bạn có thể đến ngân hàng và yêu cầu được giúp đỡ. Dann könnte man auch fragen, warum dauert die Überweisung so lang? Warum dauert die Überweisung so lang? Vì sao giao dịch chuyển khoản lại kéo dài lâu như vậy? Yeah. So, okay, wir haben das geschafft. Vừa rồi chúng ta đã học một số những câu, một số những cụm từ quan trọng mà các bạn có thể sử dụng ở ngân hàng. Bây giờ thì chúng ta hãy ôn tập lại bằng một trò chơi. Mình sẽ chia sẻ đường link trò chơi ở trong phần chat cho các bạn nhé. Và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn một chút để các bạn có thể biết cách tham gia trò chơi như thế nào. Thì, einen Moment bitte. So, ganz kurz. Ich teile euch erneut den Bildschirm. Okay. So, ở đây các bạn có thể nhìn thấy màn hình của trò chơi. Yeah. Okay, sau đó chúng ta ấn nút Start. Rồi, và các bạn có thể thấy ở trên này là những danh từ và ở dưới là những động từ. Các bạn cần phải ghép cái danh từ với các động từ phù hợp nhá. Các bạn kéo nó xuống rồi thả nó vào cái ô phù hợp. Và sau khi mà các bạn hoàn thành xong, các bạn có thể ấn nút Submit Answers. Is that clear? Yeah. So, einen Moment. Ganz kurz. Okay, so jetzt teile ich euch den Link. Ja? Hey, các bạn đã nhìn thấy đường link của trò chơi chưa? Sau khi mà chúng ta ấn vào đường link thì chúng ta hãy nhập tên của mình. Rồi. Und ihr habt circa 5 Minuten für das Spiel. Yeah, và ba bạn đạt số điểm cao nhất sẽ nhận được voucher thưởng của Prima Deutsch. Rồi, viel Erfolg.
Khi giải trí xuất phát ích. Rồi, có bốn bạn đã hoàn thành xong rồi. Very good. Bạn Toàn Quốc Trinh. À, Lyra. Rồi, bạn Trinh, bạn Toàn Quốc Trinh trả lời tiếc là không đúng câu nào hết. Rồi, Mua Coleman. À, alles richtig, super. Yumi 5. Okay, nur die Hälfte. Bibi 3 von 10. Okay. So, noch jemand? Bạn 2 được một câu đúng. Floyd nur 1. Lisa 7. Quyên 3. Hoàng Cẩm Trần 8. Bạn nào lấy đây là D, D, D. Đó, thì có ba câu trả lời đúng. Ok. So. Gut, jetzt besprechen wir die Antwort zusammen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau nói về đáp án. Okay, ich teile euch erneut meinen Bildschirm. Gut. Dù ở đây chúng ta có một số những cụm từ quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ nhá. Thứ nhất đó là với động từ eröffnen. Was kann man eröffnen? Mở một tài khoản là ein Konto eröffnen. Ja? Ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Tôi muốn mở một tài khoản. Oder eingeben. Eingeben có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là nhập, đúng không? Nhập thông tin gì đó bằng cách sử dụng bàn phím. Chúng ta sẽ sử dụng danh từ die Geheimzahl eingeben. Die Geheimzahl eingeben có nghĩa là nhập mật khẩu. Genau. Bargeld abheben. Bargeld abheben. Wo kann man Bargeld abheben? Am Automaten. Am Automaten. Bargeld abheben có nghĩa là rút tiền mặt ở máy rút tiền tự động. Einrichten. Einrichten có nghĩa là thiết lập. Thiết lập cái gì? À, einen Dauerauftrag. Einen Dauerauftrag einrichten. Nhá, thiết lập một chuyển khoản tự động nhá. Rồi động từ tiếp theo überweisen. Überweisen có nghĩa là chuyển tiền nhá. Und was passt hier? Den offenen Betrag nhá, den offenen Betrag überweisen. Den offenen Betrag có nghĩa là Betrag có nghĩa là tổng số tiền nhá. Còn mở offen nhá, có nghĩa là chưa thanh toán á, chuyển khoản nhá, chuyển khoản cái số tiền còn chưa thanh toán. Zahlen. Zahlen, was passt? Die Zinsen zahlen nhá. Die Zinsen có nghĩa là lãi suất, đúng không nhá, trả lãi. Sperren lassen. Was kann man sperren lassen? Die EC-Karte, ja, die EC-Karte sperren lassen, có nghĩa là khóa thẻ. Aufnehmen, aufnehmen, có nghĩa là tiếp nhận cái gì? Einen Kredit aufnehmen, ja, có nghĩa là vay lãi. Erhöhen, erhöhen có nghĩa là, ja. Was bedeutet erhöhen? Là tăng. Đúng rồi, genau, richtig. Erhöhen, là tăng. Und was passt hier? Ja,
Also ở đây chúng ta có một số những cái sự lựa chọn có thể là trùng với nhau nhá. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Nhưng mà mỗi cụm từ chúng ta chỉ sử dụng một lần. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi một chút nhá. Rồi, chúng ta sẽ cho die Zinsen lên và chúng ta sẽ coi là ba cái động từ này thì từ nào nó sẽ phù hợp nhá. Rồi, chúng ta xem danh từ Geld. Yeah, chúng ta có thể nói là Geld zahlen oder Geld erhöhen, được không? Geht nicht, yeah. Sondern Geld wechseln, yeah. Geld wechseln có nghĩa là đổi tiền, you know. Und was kann man erhöhen? Das ist die Zinsen, yeah. Die Zinsen erhöhen có nghĩa là tăng lãi suất. Và mit Karte zahlen. Mit Karte zahlen có nghĩa là trả bằng thẻ. Nào. So. Alles ist korrekt. Ok. Các bạn có thể lưu lại cái đường link này và vào chơi lại trò chơi để ôn tập lại những cái từ vựng mà chúng ta vừa được học. Yeah. Rồi. Và những bạn trả lời đúng những cái câu hỏi nhiều nhất thì các bạn có thể inbox cho Prima Deutsch nhá, để được nhận những cái voucher giảm giá các khóa học tiếng Đức. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ dành một chút thời gian để trò chuyện và giải đáp những thắc mắc của các bạn. Ok, einen Moment bitte. Rồi, bây giờ mình sẽ xem các câu hỏi của các bạn nhé. Okay. Yeah. Jemand hat mir eine Frage geschrieben. Okay. Bạn Kani có hỏi là mình chuyển sang sống ở vùng khác thì muốn chuyển Bangkok sang vùng khác thì nói sao? Thực ra cái mà mình cần chuyển ở đây là das Konto. Yeah. Konto là tài khoản, chuyển tài khoản. Thì mình có thể nói là ich möchte mein Konto wechseln. Yeah. Genau. Ich möchte mein Konto wechseln. Ich möchte mein Konto bei der Deutschen Bank zu einer anderen Bank wechseln. Yeah. Wechsel có nghĩa là chuyển, đổi. So. Và trong tiếng Đức có một từ nữa đó là chi nhánh nhá. Mỗi ngân hàng có rất là nhiều chi nhánh khác nhau đúng không? Mình có thể sử dụng là die Filiale. Genau. Wechsel. Bạn Erin Yumi có hỏi là sự khác biệt giữa wechsel và tauschen là gì? Ok. Wechseln. Was kann man wechseln? Geld wechseln. Đúng không? Có nghĩa là đổi tiền. Còn tauschen có nghĩa ví dụ như là khi mà em đi mua quần áo nhá, thì em muốn ví dụ em mua một cái áo mà nó quá chật chẳng hạn, thì em muốn đổi lại nhá. Đổi lại có nghĩa là mình đưa cho người ta cái áo mình đã mua và người ta sẽ đưa cho mình một cái áo khác và size phù hợp hơn với mình. Thì mình sẽ dùng là umtauschen. Yeah. Tauschen có nghĩa là trao đổi. Yeah. Trao đổi. Còn wechsel có nghĩa là đổi hẳn sang một cái khác. Ví dụ như là mình thay bánh xe chẳng hạn. Yeah. Thì mình sẽ dùng là động từ wechsel. Chứ mình không dùng động từ tauschen. Genau. Yeah. Và có thể cô sẽ làm một cái video để lấy cho các bạn nhiều ví dụ hơn về cái sự khác biệt giữa hai cái động từ này. Yeah. Còn ở trong bài hôm nay thì chúng ta chỉ nói về chủ đề là off the bank, ở ngân hàng thôi. Bạn Huyền Thị Thu Ngô ha, có hỏi cách học thuộc từ vựng hiệu quả. Ok, thì ở đây các bạn có thể sử dụng nhiều những cái phương pháp khác nhau. Tuy nhiên á, thì để mà có thể học hiệu quả thì khuyên là các bạn nên xác định được xem là cái phong cách học tập của mình là gì
Nhá. Có nhiều bạn tiếp thu tốt hơn bằng cách là nhìn. Có nhiều bạn tiếp thu tốt hơn bằng cách nghe hay là bằng cách vận động. Nhá. Có nhiều người là để mà học thuộc một cái gì đấy thì các bạn ấy phải đi đi lại lại. Đó, đi đi lại lại. Đó, hay là làm cái hoạt động gì đấy, các bạn không thể ngồi yên một chỗ để học được. Đấy, thì mình phải hiểu xem là mình thuộc cái phong cách nào. Nếu như mà bạn học qua cách nhìn là tốt hơn thì có nhiều bạn hay là có những giáo viên mà mình đã được học qua thì họ có nói là họ viết đi viết lại một cái từ đấy, viết kín một trang giấy luôn. Đấy. Tuy nhiên thì đấy không phải là cách học tập của mình. Không, mình không thể ghi nhớ từ bằng cách viết đi viết lại một cái từ như vậy. Thì có những người với họ thì cách học tập đó lại là hiệu quả. Thì các bạn có thể thử nghiệm nó và tìm ra cái phương pháp học tập phù hợp. Còn một số bạn khác thì có thể là mình có cách là mình sử dụng những cái app, cái app mà ở trên mình có hướng dẫn cho các bạn ở trên YouTube rồi đó. Hay là cái trang vừa rồi là Word World thì cũng khá là thú vị. Các bạn có thể chơi các trò chơi để các bạn ôn tập lại từ vựng. Đấy. Và cái mà mình khuyên các bạn nữa đó là hãy đặt câu với những từ mà các bạn muốn học. Ví dụ như các bạn học là danh từ control, danh từ control là tài khoản. Thì có những cái động từ nào có thể đi với danh từ này? Ví dụ như là ein Control eröffnen, đúng không? Oder ein Control kündigen. Đấy, các bạn học những cái cụm từ như vậy thì các bạn mới có thể sử dụng nó được trong trong khi mà mình giao tiếp hay là khi mà mình viết. Chứ các bạn đừng có học nghĩa tiếng Việt không của từ. Đấy, ví dụ như anh control hai chấm tiếng Việt tài khoản. Sau đó khi mà mình nói, mình sử dụng từ để mình viết thì mình không biết là mình phải dùng với động từ nào. Vậy nên là khi mà mình học từ, mình nên học thứ nhất đó là học theo chủ đề. Ví dụ như khi mà các bạn tham gia những cái buổi học livestream cùng với Prima Deutsch và cô Tâm Nguyễn thì các bạn sẽ được học luyện ôn tập theo các chủ đề. Thì khi mà các bạn học từ vựng theo chủ đề như vậy thì các bạn có thể có một cái sự liên kết các từ với nhau và từ đó các bạn có thể ghi nhớ từ tốt hơn nhé. Và thứ hai nữa là các bạn đặt câu với những từ mà mình muốn học. Các bạn hãy cố gắng học từ đó trong một ngữ cảnh. Các bạn đặt câu, nếu như mà các bạn không có ý tưởng để đặt câu thì các bạn có thể xem ở trong từ điển. Từ điển mà mình có thể khuyên các bạn sử dụng đó là da.thefreedictionary.com. Thì trong đó các bạn có thể xem được những cái câu ví dụ của người ta hoặc là có thể sử dụng từ điển nữa đó là duden.de. Mình sẽ viết ở trong phần bình luận cho các bạn. duden.de or da.thefreedictionary.com. Ok. Đó thì là những cái trang từ điển online mà các bạn có thể sử dụng. Nào. Còn có rất là nhiều phương pháp để học từ vựng. Bạn có nhiều bạn thì thích chơi trò chơi, có nhiều bạn thì học với phương pháp truyền thống, còn bản thân mình khi mà học từ vựng ấy, cách mà mình mở rộng từ vựng tốt nhất đó là mình đọc thật nhiều và mình nghe thật nhiều. Ví dụ như là chuyên ngành của mình về ngôn ngữ học và sư phạm học thì mình sẽ đọc rất là nhiều những cái tài liệu về chuyên ngành. Đó, khi mà mình nắm được những cái vốn từ vựng về chuyên ngành rồi á thì mình có thể giao tiếp cũng như là mình đọc hiểu tốt hơn. Thế nào? Rồi. Có nghĩa là khi mà các bạn học, các bạn muốn ghi nhớ tốt thì các bạn phải học trong một cái sự liên kết. Chứ đừng học riêng lẻ. Ví dụ các bạn thấy những cái từ này hay á, thì các bạn ghi nhớ, cố gắng ghi nhớ nó. Nhưng mà nếu như các bạn không sử dụng nó thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là nhanh quên. Ok. The document. Rồi, bạn Nguyễn Linh có hỏi là cô lấy ví dụ về tauschen và austauschen. Also, có thể là để mà các bạn hiểu rõ hơn á, thì mình sẽ phải có một cái video bài học riêng về những cái động từ này nhé. Tại vì nó có khá là nhiều những cái trường hợp cách sử dụng khác nhau. Tuy nhiên thì nếu mà lấy ví dụ căn bản á, thì tauschen nhá, có nghĩa là đổi đổi cái này lấy một cái gì đó khác nhá. Còn austauschen ví dụ như là với nếu như mà nó có reflexive pronomen, đại từ phản thân, sich austauschen
Yeah, thì nó có nghĩa là trao đổi bằng cách mình nói chuyện. Yeah. Genau, ich möchte mich mit jemandem austauschen. Genau, tôi muốn trao đổi với ai đó. Trao đổi ở đây là trao đổi thông tin, nói chuyện. Yeah. Ok, còn yeah, cô sẽ ghi lại những cái câu hỏi của các bạn về những cái cụm từ vừa rồi. Đó, và sẽ có một cái video, có thể là video YouTube hay là TikTok để giải thích cho các bạn kỹ hơn. Bạn Quốc Toàn Victor có hỏi là muốn chia sẻ cách luyện tập để nghe tốt hơn. À, ok. Nếu như mà các bạn muốn nghe tốt hơn á, thì trước tiên là các bạn nên tăng cái vốn từ vựng của mình. Đấy, tại vì sao? Vì khi mà từ vựng của các bạn là hạn chế thì các bạn nghe không hiểu. Đấy là điều tất nhiên, đúng không? Và thứ hai nữa là các bạn cố gắng cải thiện được phần phát âm. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình phát âm đúng á, thì mình nghe mới ra được cái từ đó. Còn khi mình phát âm sai thì người Đức người ta nói gì mình không hiểu. Đấy, thế nên là nhiều bạn nghĩ là để mà nghe tốt á, thì mình nghe thật nhiều thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái quan trọng nữa là các bạn phải phát âm đúng. Đấy, nếu như mà các bạn phát âm sai thì các bạn sẽ nghe không ra cái từ mà mình cần phải nghe. Thế nào? Và một cái cách luyện nghe nữa đó là các bạn cố gắng nghe thật nhiều những cái video ở những cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như nếu như mà các bạn quen với cái việc là nghe những cái video diễn thuyết á, thì các bạn có thể vào YouTube ở kênh là Gedanken Tanken. Yeah. Các bạn tìm cụm từ là Gedanken Tanken. Ở đó có những cái video và diễn thuyết về rất là nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Mình thấy tương đối là hay. Yeah. Và các bạn có thể học được cách diễn đạt của họ. Và thứ hai nữa là các bạn có thể nghe podcast. Yeah, podcast. Thì có một cái app, nó tên là Podcast. Thì cái app này á, có rất là nhiều những cái podcast về nhiều chủ đề khác nhau và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì các bạn có thể lựa chọn là ngôn ngữ Đức. Và nếu như mà các bạn quan tâm về chính trị thì các bạn có thể lựa chọn những cái podcast về chủ đề politics, quan tâm về văn hóa hay là về những cái nội dung mà giúp cho các bạn có thể tăng được cái sự tư duy của mình. Đó, thì các bạn có thể nghe những cái podcast này. Có thể là lúc đầu các bạn nghe các bạn không hiểu nhiều lắm đâu, nhưng mà nếu như mà đó là cái chủ đề mà các bạn yêu thích ấy, thì các bạn sẽ cố gắng các bạn lắng nghe và sau đó các bạn ghi chép lại những cái từ vựng mà các bạn thấy hay, cái cụm từ mà các bạn thấy hay, và từ đó các bạn dần dần các bạn tăng được cái vốn từ vựng của mình lên. Cái cách học tập ở đây á, đó là cách học tập chủ động. Mình thấy là có rất là nhiều các bạn ở Việt Nam á, các bạn vẫn còn quen với cách học tập thụ động. Thụ động là gì? Có nghĩa là mình chỉ tiếp nhận kiến thức của một chiều thôi. Thầy cô giáo nói gì thì mình nghe như vậy, mình ghi chép lại, vậy là xong. Đấy, các bạn nghĩ như vậy là đi học. Đấy, thực ra không phải là đi học đâu. Kiến thức nó vẫn chưa phải là kiến thức của các bạn. Để biến nó thành cái kiến thức của mình á, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dành thời gian để chúng ta tư duy. Đấy là những cái kỹ năng mà rất là quan trọng khi mà các bạn muốn học tập ở Đức. Ở Đức thì không có cái chuyện là các bạn chỉ cần học thuộc lòng là các bạn có thể đạt điểm cao, mà họ sẽ có những cái phương pháp kiểm tra để mà khiến cho chúng ta phải có một cái phương pháp học tập khác, bằng cách là chúng ta phải có cái khả năng tư duy độc lập. Ví dụ như là khi mà mình học á, thì mình phải viết rất là nhiều bài luận khoa học, mình phải tự chọn một chủ đề nghiên cứu và mình phải tự đọc sách rồi viết cái bài nghiên cứu về cái chủ đề đó. Nó hoàn toàn không có một cái đáp án cụ thể nào cả. Bản thân mình phải biết tự đọc, tự tìm tòi, tổng hợp thông tin, rồi sau đó đưa ra những cái lập luận và tìm những cái luận điểm gì đó để mà bảo vệ hay là phản đối đó, một cái mệnh đề gì đó. Đấy, nói chung là mình phải có một cái khả năng tư duy. Vậy nên là trong khi mà học tiếng Đức với Prima Deutsch thì là các giáo viên luôn luôn hướng học viên đến cái phương pháp đó là học viên phải là người chủ động trong việc học, phải biết tư duy. Thậm chí là những cái trình độ cao hơn thì mình phải có khả năng phản biện. Thế nào?
Thì khi mà các bạn quen với phương pháp học tập như vậy rồi thì các bạn sẽ thấy rất là thích, bởi vì mình có cái cơ hội để mình phát triển được cái khả năng tư duy của mình, và mình nhiều khi là mình sẽ khám phá ra được những cái điều rất là mới nhé. Ok, còn bạn nào có câu hỏi không? Einen Moment, ich lese gerade eure Kommentare. Rồi chị cô của tí, nhà chị Hương nhé, hello. Mình có thể học theo sơ đồ hình cây, đặt câu ngữ cảnh cái nó richtig nhé, sơ đồ hình cây và mind map. Mình có hướng dẫn với các bạn rồi đúng không? Rồi, và bạn Trần Ngân có hỏi là buổi học livestream vào thứ bảy bắt đầu mấy giờ? Buổi học mình sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ giờ Việt Nam nhá, vào 20 giờ tối, 8 giờ tối. Cái nào bạn Mai Nam Phương hỏi là cô có thể giải thích cho em về động từ gönnen được không? Rồi ok. Tôi sẽ ghi lại cái câu hỏi của bạn và sẽ làm cái video giải thích cho bạn về cái động từ này và đưa ra cho các bạn một số những cái ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu hơn nhá. Rồi bạn Gia Bảo Hân, vielen Dank. Đỗ Cơ, hello. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tham gia buổi học livestream ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thấy buổi học này hữu ích thì các bạn có thể like và chia sẻ buổi học cái video ghi hình này với tất cả những người thân và bạn bè của mình. Và nếu như mà các bạn quan tâm, các bạn muốn tham gia học thì các bạn có thể Ok, in a moment, có một bạn viết tin nhắn. Em đang học A2 bị hỏng ngữ pháp và muốn moment muốn, và từ vựng bên em học những từ những gì từ những gì. Ok rồi, đây là cái câu hỏi mà có thể là rất là nhiều bạn cũng cùng chung cái câu hỏi như vậy đúng không? Đó là các bạn học một cái trình độ nhất định rồi nhưng mà các bạn bị phát hiện ra là mình bị hỏng nhiều kiến thức, thì có khá là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc này, nhưng mà một trong cái nguyên nhân phổ biến đó là các bạn nhiều khi là các bạn học quá nhanh. Nhiều các bạn học quá nhanh so với cả cái khả năng tiếp thu của mình, hay là trong cái quá trình học mình chưa có một cái sự tập trung và đào sâu suy nghĩ chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ dẫn đến cái việc là các bạn bị hỏng kiến thức. Thì bây giờ trong cái giáo trình học của mình, các bạn có thể thấy là mỗi một cái sau mỗi một chapter nhá, sau mỗi một chương học sẽ có một cái trang tổng hợp những kiến thức, từ vựng và ngữ pháp quan trọng trong cái chương đó. Thì các bạn cố gắng là ôn tập lại những cái kiến thức đó và sau đó làm những cái bài tập liên quan đến cái trình độ của mình. Những cái gì trong quá trình mình học mà mình không hiểu thì mình có thể lên mạng để mình tra cứu. Thì trên trang kênh YouTube học tiếng Đức cho người Việt Nam với Puma Deutsch thì cô cũng làm khá là nhiều những cái video tổng hợp kiến thức ngữ pháp cho các bạn. Thì các bạn có thể tìm xem lại để ôn tập lại nhá. Ở trình độ A2 thì kiến thức nó chưa có nhiều đâu. Đấy, thì em có thể là coi lại những video của cô về tổng hợp ngữ pháp A1, A2. Và còn từ vựng thì em cố gắng ôn tập từ vựng theo các chủ đề bằng cách là mỗi cái bài học, mỗi cái chapter của em á, thì em hãy cố gắng là em tạo những cái sơ đồ từ vựng á, mind map, và em tổng hợp lại những cái từ vựng đó theo các chủ đề khác nhau nhá. Rồi, và cái nào mình cố gắng là mình không chỉ mình học kiến thức ở trong cái sách học của mình, mà mình cố gắng là mình dành thời gian để mình mở rộng thêm cái kiến thức ngôn ngữ của mình ở những cái chủ đề khác nhau bằng cách là mình xem video nhá, hay là vào những cái trang mà cô vừa mới hướng dẫn mọi người á, để coi những cái bài diễn thuyết về các chủ đề khác nhau hay nghe podcast đó. Ok. So, Frau Mua-Kollmann, vielen Dank. Dann sehen wir uns nächste Woche, ja, am Samstag. Okay? Rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi học ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy tuần sau trên trang Facebook Tiếng Đức cho người Việt Nam. Auf Wiedersehen. Schönen Abend oder einen schönen Tag noch.